Thưa quý vị, từ chương trình nước sạch không đường của Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn Lavi đã trao tặng hệ thống cung cấp nước uống trực tiếp cho 28 trường học tại huyện Tân Hưng, và từ đây hơn 10.000 học sinh, cán bộ, nhân viên, giáo viên của huyện được sử dụng nước sạch hàng ngày nhờ chương trình tài trợ của nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Đây là một trong 28 điểm trường tại huyện Tân Hưng được hỗ trợ hệ thống cung cấp nước uống trực tiếp. Với hệ thống máy lọc, chỉ cần một thao tác đơn giản là các em đã có được ly nước sạch để uống ngay, giúp các em giảm bớt phần gánh nặng phải mang nước theo. Từ khi có hệ thống lọc nước này rồi thì tụi con không cần phải lo về việc mang nước nặng nữa. Tụi con chỉ đem cái bình nước không tới đây con hưng nước uống thôi. Thì rất là an tâm, mà trường mà có gì đây thì mẹ cha yên tâm. Tại vì nó không có cái này thì nó con mình uống rồi mình cũng lo chứ. Nếu mà được hỗ trợ gì đây thì rất là mừng, rất là an ninh. Giải quyết được vấn đề nguồn nước uống sạch không chỉ giúp đảm bảo sức khỏe dạy và học mà còn giúp cho các thầy cô yên tâm công tác. Các em học sinh được thụ hưởng những thành tựu công nghệ để cùng nhau vượt qua giai đoạn thiếu hụt nguồn nước đạt chuẩn như hiện nay. Tại vì nguồn nước ở đây thì có hệ thống nước mua ở nước khoáng thì nhiều khi nó cũng không có đảm bảo an toàn vệ sinh cho các em. Nên là nguồn nước của Lavi rất là tốt, đảm bảo sức khỏe cho các em, rất tốt cho là học đường của chúng em. Cho nên là rất cảm ơn nhà tài trợ của Lavi đã hỗ trợ chúng em có nguồn nước tốt để các em sử dụng. Ngoài mang lại nguồn nước an toàn cho học sinh, giáo viên, từ khi được hỗ trợ thiết bị lọc nước này, các trường học trên địa bàn huyện Tân Hưng đã tiết kiệm được hàng trăm ngàn đồng chi phí mua nước uống đóng bình hàng tháng. Là hàng tháng thì nhà trường cũng phải là chi khoảng gần 1 triệu đồng để mua nước sạch cho các em. Còn hiện nay thì với cái nguồn nước sạch này thì nhà trường thì chi khoảng tầm trên dưới khoảng chừng khoảng 150.000 đồng thôi để mà phục vụ cho cái mà trả tiền nước và cái tiền điện. Nguồn nước không an toàn là một trong các nguyên nhân làm cho chất lượng cuộc sống giảm và ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là sự phát triển của trẻ em. Do đó, việc mang lại nguồn nước sạch an toàn chính là điều kiện tiên quyết để tạo nên sức khỏe học đường vững chắc cho các em. Đối với chúng tôi là có cái đợt mà kiểm tra định kỳ để làm sao là mình vẫn đảm bảo được cái duy trì cái chất lượng nước lúc nào cũng đảm bảo cho cái học sinh và giáo viên ở vùng dân đó để mà uống. Khi phủ sắp các huyện Tân Hưng thì bắt đầu chúng tôi sẽ nghiên cứu để mà làm sao lan rộng ra các cái huyện vùng ven, đặc biệt là cái những vùng biên giới. Tân Hưng là một trong những huyện chịu ảnh hưởng tình trạng nước nhiễm phèn tại tỉnh Long An. Nhiều trường học tại đây gặp khó khăn về nguồn nước sạch. Do vậy, sự hỗ trợ này góp phần giữ sức khỏe cũng như hạn chế các bệnh phát sinh từ nguồn nước, tạo điều kiện cho thầy và trò yên tâm dạy và học.